Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sắp tới Bộ sẽ mở rộng chương trình điều trị bệnh nhân COVID-19 thí điểm tại nhà đối với thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác. Ngoài ra, Bộ cũng sẽ cho sử dụng thuốc Monopiravir là một trong những loại thuốc được đánh giá là giảm nồng độ virus thấp nhất. Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, Bộ đã sửa đổi các phác đồ về điều trị theo cách thức tiếp cận rộng rãi hơn với tất cả các loại thuốc. Tới đây, Bộ Y tế sẽ triển khai chương trình điều trị thí điểm tại nhà đối với thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành phố khác để đảm bảo vấn đề quản lý và điều trị bệnh nhân COVID-19 ở tại nhà, ở các cơ sở thu dung điều trị ban đầu. Tầng điều trị này rất quan trọng để bệnh nhân được tiếp cận nhanh nhất. Hiện nay, các hội đồng đạo đức, khoa học của Bộ Y tế và chuyên gia đang tập hợp để sớm triển khai vấn đề này khi có thuốc Monopiravir. Bộ Y tế cũng đề nghị các cơ sở nhập thuốc tăng vấn đề sản xuất thuốc này khi có điều kiện sẽ sử dụng. Việt Nam cũng đề nghị các doanh nghiệp có thể sản xuất thuốc này có thể trao đổi với các doanh nghiệp có bản quyền để chuyển giao công nghệ sản xuất. Đây là vấn đề rất quan trọng trong điều trị tại cộng đồng.